Hello, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở về kênh YouTube của bên em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lại tiếp tục lên giới thiệu cho anh em những các cái chiếc đẩy Crown hàng của Mỹ các bác nhá. Đây là dòng sản phẩm Mỹ xịn này các bác nhá. Thì riêng nói riêng về các dòng sản phẩm Crown thì các bác biết là nó từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Thì về Việt Nam mình thì nó chỉ là hàng bãi thôi. Cho nên là hàng bãi thì anh em mình cũng không khắt khe gì về cái coi như là đẹp cả đó. Đây các bác có thể nhìn thấy hình ảnh trực thực tế ở bên cửa hàng các bác nhá. Thì đây là những chiếc đẩy Crown Mỹ, đẩy hai kênh Mỹ xịn chứ không phải là công nghệ của Mỹ đâu các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác đừng nhầm lẫn giữa công nghệ của Mỹ và hàng Mỹ nó khác, đúng không ạ? Microtech 1002 đẩy Crown hai kênh, mặt trắng phay nhôm và hai tay sách, đúng không ạ? Thì đặc thù của con đẩy Crown này nó như thế nào thì em cùng các bác sẽ đi vào giới thiệu chi tiết. Trước tiên thì em sẽ mở test thử cho tất cả các bác nghe về những một số các cái nhạc nhẽo ở trong cái video ngày hôm nay. Đây các bác nghe tiếng này, đây các bác nghe tiếng này, tiếng máy quá ok luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hiện tại là em chỉ còn 4 con duy nhất để lên bán cho tất cả mọi người thôi nhá. Cái dòng đẩy Crown này thì em không có quay là đấy, em không có loa JBL xịn để thử, đúng không ạ? Nhưng mà em thử vào các cái đôi loa mà hàng nó đẳng cấp, hàng chất lượng thì nó thật sự các bác là tiếng của nó quá ok luôn. Đấy. Thì về bên phần bên trong nội thất thì các bác cũng nhìn thấy tất cả sò của nó là sò Mexico, mã là 8915 các bác nhá. Sò Mexico 8915. Và tất cả các tụ này này nó phải là tụ màu bạc, chứ còn tụ màu đen nó là hàng nhập khẩu của China các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác chơi thì các bác biết. Riêng dòng này thì em bao cho anh em là zin từng mũi hàn luôn các bác nhá. Zin từng mũi hàn. Con này là hai nguồn tăng phô này. Hai nguồn tăng phô cấp cho 2V công suất. Thì các bác nhìn các hàng Mỹ, nhìn bên trong nội thất của nó khác bọt lắm. Đấy, cho nên là các bác mua hàng các bác phải lưu ý từng các cái đơn vị bán các bác nhá. Các bác mua hàng các bác lưu ý từng các cái đơn vị bán. Đấy. Đấy, các bác nhìn bên trong nội thất em cũng đã quay chi tiết, cho nên là các bác không cần phải chụp lại hình ảnh làm gì cả. Đấy, các bác chỉ cần nhìn quan sát thấy này, về độ đẹp ở bên trong, đúng không ạ? Đây này em gọi là phủi bụi lau dọn, gọi là tạm thời để sơ qua để cho tất cả các bác xem thôi về cái chất lượng của dòng đẩy nó như thế nào. Thì nói riêng về những các cái dòng sản phẩm đẩy Crown thì riêng hàng của Mỹ thì nó điện chạy điện 100-110 các bác nhá. Đấy, 110-110. Đấy, cho nên là các bác về cắm, tránh tình trạng là các bác cắm vào cái điện 220 là toang luôn đấy. Đấy, còn những các cái hàng của China hay là hàng công nghệ của Mỹ thì nó sẽ chạy điện 220, nhưng thực sự các bác là riêng đồ Mỹ, người ta riêng đồ Mỹ, đồ Nhật thì chỉ chạy điện 110. Đấy, chạy điện 100 và điện 110. Kể cả hàng của Nhật cũng thế. Cho nên là anh em mua hàng các bác lưu ý trên thị trường. Như ông nào mà cắm đẩy nguồn ở 220 thì là của nó là hàng của nó là hàng China thôi, chứ không phải hàng xịn Mỹ xịn đâu. Đấy, cho nên là anh em mua hàng thì các bác cũng phải tỉnh táo và biết một chút về các cái dòng đẩy. Cho nên là những dòng sản phẩm ở bên em trong thời gian vừa qua bán ra thị trường rất là nhiều. Và em chỉ còn đúng 4 chiếc duy nhất để lên bán cho anh em. Và hiện tại là với những dòng này anh em biết rồi, ở trên thị trường đang bán dao động khoảng tầm 13.500.000 đến 14.000.000. Nào bán rẻ nhất là 13.500.000. Nhưng riêng trong video ngày hôm nay em đánh giá sập sàn luôn cho tất cả các bác. Em bán với cái giá chỉ có 10.000.000 và giá được bao gồm phí vận chuyển. Đó, các bác mua hàng thì các bác chuyển khoản đặt cọc cho bên em một vài trăm, đúng không ạ? Để lấy cái độ uy tín. Còn các bác mua hàng này em cũng nói luôn về cái video mà em lên sóng cho tất cả các bác, là hàng chạy rất là lâu rồi, cho nên là nó không còn, để kể cả các cái nước, từ cái nước sơn ở cái mặt như thế này thì nó sẽ không còn nữa. Đấy, còn các bác thích đẹp thì các bác về các bác sơn, tỉa sơn lại. Bởi vì là cửa hàng bên em có như nào bên em bán như thế cụ thể thực tế. Đấy, đẩy thì nó mặt mũi thì nó cũng chỉ như video này em cũng quay cho tất cả các bác nhìn về cái chi tiết. Nói chung là một vài các cái xước sát thì mình không tính, nhưng quan trọng là các bác mua hàng thì phải đúng hàng và các bác phải nhìn ở bên trong nội thất, chứ còn các bác nhìn về cái phía mặt ngoài thì nó cũng không giải quyết được cái gì. Và bên cửa hàng em thì hứa là bao zin, bao chất cho anh em về các bác test thử, ok nhận hàng thanh toán. Nói chung là cũng với những cái dòng sản phẩm đẩy Crown thì các bác hoàn toàn yên tâm luôn, chất lượng từ cái linh kiện trở đi. Đấy.
Thì đây, soi lại một lần nữa cho tất cả các bác nhìn nhá. So Mexico 8926. Đúng không ạ? Một bên của nó là 8915. Đấy, nó chạy hai vế các bác nhá, 8915 và 8926 này. Đấy. Đấy, nó chạy hai loại sò của Mexico. Đấy, anh em có thể là nhìn thấy, nói chung là bên trong nội thất thì các bác không phải nghĩ rồi, nó đẹp mỹ mãn cảnh đào. Đấy, thì trong video ngày hôm nay các bác nào mua thì các bác nhanh tay liên hệ nhé, em chỉ có 4 con duy nhất thôi. Đấy, chạy điện 100 110. Đấy, các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em. Kết thúc video tại đây, thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều.